nhà quê lên tỉnh quý vị ơi. Lâu lâu Tony được xúc chuồng quý vị, đừng có cười Tony Lê nha. Đây. Caravel Sài Gòn. Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony nha. Thì hôm nay Tony có dịp lên Sài Gòn để mát ở đây nè. Chào cô chú anh chị ơi. Chào đi. Hôm nay Tony có dịp lên Sài Gòn để đi khám phá cái gì á, đường hoa Nguyễn Huệ. Rồi cảm ơn anh. Rồi khám phá chợ Bến Thành cho nên Tony sẽ ở đây 1-2 ngày. Thì trong thời gian Tony ở đây thì Tony sẽ review thứ nhất là khách sạn, sau đó Tony sẽ review cái đường chợ hoa Nguyễn Huệ gì đó nằm vòng vòng đâu đây nè. Rồi đi khám phá 4 cái cửa của chợ Bến Thành, chia sẻ lại với bà con cô chú bác xem cho vui. Rồi trước đó là Tony sẽ check in. Cái khách sạn này nó là thứ mấy ở Sài Gòn của mình, tức là thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, nó đứng hàng thứ mấy hả? Top 10. Nó top 10 hả? Ok, nói vậy đi cho dễ. Cái khách sạn này nó đứng hàng thứ từ 1 đến số 10. Cái... chết cha. Không, ngang nó check in chứ đâu phải anh check in đâu mà bad boy làm gì. Không có đem một cái nào, không ai nói hết. Ờ, có cái cây bông mai đẹp quá. Mai giả nha quý vị. Ủa, mai thiệt chứ, phải không? Ờ, mai thiệt chứ không phải mai giả quý vị ơi. Đó. Lý do Tony ở đây là tại vì nó ngay khu trung tâm, Tony có thể đi qua bên vườn hoa, rồi chợ Bến Thành, cái này nọ kia. À. Dạ. Quay. Rồi bây giờ sao? Bây giờ phải có bất cứ một cái giấy tờ này. Đó thì bây giờ em một cái, ngang cái là đủ rồi. Không, em một cái, ngang cái nói ý là có bao nhiêu người ở là bắt buộc phải có giấy tờ đó luôn. Tại vì được khai báo không em? Ai dặn đâu sao lại bắt mò lên được. Rồi giờ sao vậy? Anh đâu biết gì đó. Ý là anh chị em có cái tờ giấy nào hết nè. Không có một tờ giấy lận lưng đó, tại không ai dặn hết. Thì mới có bắt. Không có đem cái gì đâu. Không nhớ luôn. Bây giờ chết cha, cái cửa phòng nó phá nữa rồi sao? Rồi sao? Rồi. Rồi có chìa khóa phòng rồi phải lọt vô cái tủ nữa. Đó cái tủ nữa. À. Bây giờ có thẻ Visa Mastercard được không? Không có hình. Em cần phải cái dấu số passport, ngày tháng năm sinh và cái địa chỉ cư trú của mình. Rồi thua rồi. Không, địa chỉ đó thì mình không mình đọc được. Anh chị có tấm hình nào mà chụp passport? Không, bây giờ chụp liền giờ đi nè, có nè. Trong điện thoại có không? Dạ. Không. Trong điện thoại có chụp passport chứ không phải hình của anh. Mở vậy thua rồi. Không. Không. Thua rồi. Không ai dặn hết. Thua rồi. Bởi An nó dặn thành ra anh tưởng nó là không cần tới information của anh, chỉ cần An thôi, thành ra anh để bad boy ở nhà hết. Đời không như là mơ. Anh đâu có biết đâu, anh đâu có luôn. Real. Real. Hồi nào nói hôm nay giờ mình tránh văn bên cho người khác check in trước đi. Chứ bây giờ mình đâu có check in được, mình đợi thôi. Nè lại đây ngồi nè mát. Mát ngồi đây đợi đi mát. Ngồi được không anh? Dạ được anh.
Dạ. Chị đổi em một cái minh quan đây, tức là chị đảm bảo cho cái phòng. Đúng rồi, tức là ok, người này phòng số 1 ví dụ đi, người kia phòng số 2. Tại vì mình là chị em á. Dạ, em biết là vậy, nhưng mà bây giờ không em làm. Không có được bao nhiêu người ở thì em làm cái mấy vậy. Không, bây giờ quay 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 ba không kêu đưa đem theo bát bò, không có đem theo đâu, ai cho vô chứng minh có mình vô hả? À, điều này chắc không có chia sẻ được chợ Bến Thành với đường qua Nguyễn Huệ cho quý vị xem rồi, đâu có vô được phòng đâu chia sẻ. Đúng rồi. À. Giờ mình không vô được phòng rồi sao? Thì hả? Thì mình try soft. Ông An này cũng dễ sợ thiệt, không biểu đem theo bát bo. Trời ơi trời. Tưởng đâu ổng take care xong hết rồi, thành ra mình đâu có để ý làm gì. Yes, anh biết, nhưng mà kỳ này ngang nó đấy. À. Đúng rồi. Đúng chính xác, tại vì mình thấy du đồ xong xuôi hết rồi, thành ra mình suy nghĩ ô xong hết rồi thì thôi đâu cần sách bát bo theo làm gì mất công giữ. Sách tiền ra được rồi, đúng không? Đâu cần sách bát bo đó vậy đó. Thôi đi vô ngồi ghế đi mà. Bà con người ta còn tới ào ào kìa. Nó nghe nè, vậy ê Du, vậy giờ mình chút xíu mình có trợ lý mình lại đây, mình mượn hai cái chứng minh nhân dân của trợ lý mình được không? Vậy nhưng mà nếu mà vậy thì trợ lý mình phải là người ở. Chết cha. Mượn nó rồi nó vô ở rồi tụi mình ở đâu? Dạ. Không thể chứ không. Dạ thì vậy em mới nói là nhiều cái người lưu trú chính. À vậy à. Hai đứa đó của Điên Quân á. Ê nó nghe nè. Dạ. Chứ lại chọi về đồng Nai chứ. Nó nghe nè. Dạ, giờ chạy từ đây về dưới mà lấy lên đó, rồi chắc tới tối quá. À, mình nhờ người thân của mình chụp hình giúp. Đã nói là đi cầm chìa khóa không đi luôn theo rồi. Thua. Bởi vậy số nghèo không được ở khách sạn 5 sao quý vị ơi, chán ghê. Điều này chắc về ở số nhà lá tiếp. Sau đó anh chị cứ thoải mái thôi. Bây giờ cái phòng nào có trước thì em hỗ trợ mình nhận trước. Còn phòng nào chưa có thì mình có thể lên phòng bên mình chơi khi nào mình có. Em bây giờ chẳng lại chạy về ở dưới nhà với đồng đó thấy chưa? Vậy bây giờ một là em xa hay là hai là không, em sẽ ngủ khách sạn khác. Cái bảo lãnh không được vậy. Đúng không? Đúng rồi. Tụi anh ở đây mà. Căn cứ chứ bây giờ tụi anh chạy về Đông Nai giờ lên lại hả? Xa lắm rồi nè. Dạ không, ý là em hỏi là mình có người thân ở nhà không? Không, cái mình lóc cái két sắt rồi không ai vô được cái két sắt có. Nãy có đem chìa khóa thôi hả? Tụi em cần cái giấy tờ. Không. Bây giờ đợi xíu đi để đi mà lục lại trong mấy lúc trước rồi con. Dạ. Bây giờ lục lại không có thì thôi thì thua rồi. Có thì có cái chứng minh dân cũ cũng được. Ừ. Có. Ủa em có cái giấy khai sinh gì bữa hôm em mới chụp cho ngang vậy đó. Ủa đâu có được mình. Vậy cái xanh xe hả? Có lại vô hồi được không? Anh. Em ơi. Cái giấy khai sinh của em được không? Giấy khai sinh được không? Giấy khai sinh được. Còn công chuyện đó không ơi, gì bằng gốc mà. Không, tại vì An á là nó đặt phòng rồi, bữa hổm người ta không có rewind, người ta không có họ kêu. Sao
giờ đang hồi cái khúc gây cấn nữa quý vị, giờ không biết ở đâu, ở ngoài là ở trong, mà ở trong thì không có giấy tờ, mà ở ngoài thì thua. Giờ cái gây cấn đâu mà đi ra ngoài cũng phải cần phải có giấy tờ tự nhiên. Cái tủ của anh á, nhớ không, cái chỗ mà cái giỏ kia đó anh nhét bố chìa khóa thì ở sau ngay chỗ mấy cái gói ôm, mấy gói ấy đầu á. Đâu có sao đâu bà. Thì bây giờ mình dạo vòng tuyển lên phòng lấy phòng trước rồi mình chui chổng mình ấy, rồi hồi nữa ngang chạy lên sau lấy cái bốn đứa ở phòng. Thôi nhưng mà bất bây giờ ai lên thì lên tranh thủ lên đi. Bởi vậy đó. Em phòng đó. Em lên đi. Thua rồi quý vị ơi. Đố quý vị nè, cái cây này thì bông mai thiệt hay mai giả nè. À thiệt nha, nó mềm mại nè. Mềm mại nè đó thấy chưa? Mềm mại nè quý vị, ý là Tony nói cái đồng hồ đẹp chứ không phải là cái mai đẹp nha quý vị nha. Hai cái màu vàng nhưng mà cái đồng hồ của Tony Lê nó vàng tươi hơn cái bông mai đó, thấy gì chưa? Ủa, anh không có cái bản chụp nào trong điện thoại anh. Tại vì lúc mua vé máy bay đâu có cần chụp tóc bao làm gì. Vé máy bay cũng được. Vé máy bay không, vé máy bay để nhà chứ. Ờ, cầm cái bạn vé máy bay không, để ở nhà rồi. Không, cái trong mail hoặc là gì đó. Không, mình lại mình ngồi trước mặt nó mình mua giấy máy bay mà. Mình đâu có mang mông gì, nó có là nó đưa thẳng mình cái tờ giấy luôn. Ủa vậy vừa gọi Iva cái thử. Rồi, Iva nó còn không phòng bánh mì nữa mà. Không có rồi bà ơi. Thôi không sao đâu, thì nói nôm na mình thức trắng đêm thôi thì khỏi ở. Mát ơi, đi dạo một vòng chơi với Daddy không? Đi ra ngoài nè, giờ không ở bên trong được, giờ mình đi ở bên ngoài. Dạ. Mình đi ra ngoài đường cẩn thận nha, cái này mùa Tết. Ồ vậy hả? Dạ, nguy hiểm mà. Mình đứng ngay đây mà có sao không chú? Đứng đây hả? Ok, thấy anh kia. À đứng đây nè mát. Đó, cái nhà hát thành phố ngay đó đó quý vị. Cái nhà hát thành phố ngay đó. Rồi cái... bên kia là cái khách sạn Continental rồi tùm lum hết, nó nằm vòng đây nè. Đó. Cái này phải khách sạn. À. À. Tony lên đây chủ yếu là đi khám phá chợ Bến Thành, quay video chia sẻ lại cho bà con ở bên đó xem cho vui. Rồi đi đường qua Nguyễn Huệ. Rồi khám phá cái khách sạn mà người ta đồn là ghê gớm lắm, ở bậc nhất của Sài Gòn. Rốt cuộc giờ quên em bát bo không được vô. Hả? Chạy về lấy hả? Chạy xuống tới Đồng Nai xa lắm, mà chạy lên nó mệt lắm. À cái chỗ này nó có cái mo vậy nè, lại đây nè. Hả? À thấy bông đẹp chưa? Cái gì hả? Nửa tiếng hả? Rồi nói cái gì nói đi. Đi vô. Thank you. Vô coi giải quyết xong chưa. Dạ,
anh con giấy tờ, con có cầm giấy tờ tùy thân gì theo bằng lái hay gì? Cầm passport với bằng thẻ. Lái hay cái gì được? Không, bằng lái đâu có cà ra tiền, chỉ có thẻ cà ra tiền cầm theo thôi ạ. À? À, giấy tờ tùy thân gì được? Điện thoại anh mình có chụp điện thoại vào lái xe nó không có có cái gì được, lại xin cái gì được, có bạn các bạn chụp cũng được rồi. Nếu mà nãy giờ mình đứng mình không qua nó lợi gì, chắc mình về tới nhà mình lấy rồi hả? Ê, quá chào quá chào, coi chừng té. Rêu ơi, cẩn thận nha. Cái iPad của Rêu á, Rêu đừng có giục tùm lum tùm la nha. Phải cầm giống anh hai kìa. Bởi vậy á, mình đi đâu mình phải cầm theo, nó giống như là cái giấy chứng minh nhân dân của mình. Bởi vậy, mấy hôm nay quên đưa cho Ngang copy. Đúng rồi. Đáng lý đưa cho Ngang copy giùm. Rồi bởi vậy á, đi vùng tàu nó nhiều cầm đi. Đúng rồi đó, bây giờ rút kinh nghiệm nè. Rút kinh nghiệm nè. Ủa, mẹ ơi. Nhỏ. Nhà mình á, cái phong đỏ em cầm chìa khóa đi rồi vậy nha, mình có ai gọi chìa khóa của phong đó không? Ờ, đi mà quên là cầm bắt bo đi, bây giờ lại phong tao đóng cho. Nghe được không mẹ? Thôi lấy điện thoại ngang gọi cho nhanh vui vui. Nhưng mà cái vấn đề là cái tủ chỉ. Em đang gọi Messenger ha, để ngang nó gọi thẳng luôn nè. Em đi vô đây nè, em đi vô mạng rồi đây. Biết rồi, để ngang nó gọi thẳng luôn nè. Mà dưới nhà mình vô được là anh biết. Trong gọi nhà gọi chi. Bởi vậy. Thôi để đi ngồi để. Ngang nó ấy rồi. Xíu. Đó, hồi nó gọi chìa khóa. Chị không cầm ở đây bao nhiêu chìa rồi? Chìa khóa. Hai chìa mà chìa không có chìa. Mấy chìa. Ủa, tại sao chìa? Đến Sài Gòn rồi mà bây giờ vô lấy phòng không đây, được. Để anh xử lý cho nhân viên đi. Hả? Để anh xử lý cho. Bạn nghe điện thoại của em đi, bye. Để anh xử lý. Con chìa khóa nào vô phòng cho không được. là mỗi chìa một phòng. Ủa, chị bé ở dưới nhà con chị bé. Bé số 5 số 6 nè. Chị bé bây giờ con gì? Chị bé lấy cái đóng chìa khóa. Chị sẽ kinh nghiệm. Sao cuối cùng thì check in được rồi đúng không? Đúng rồi. Cuối cùng là mình đã lấy được phòng rồi đúng không? Hơn nửa tiếng đồng hồ mới giải quyết xong. Ok. Cuối cùng thì Tony Lê cũng đã được ở bên trong chứ không cần phải ra bên ngoài ở quý vị ơi. Tưởng là ngày hôm nay tôi này phải ngủ bên ngoài khách sạn rồi chứ. Ai ngờ. Đúng rồi. Cái khách sạn này á thì nó có cái shopping ở bên đó đó quý vị. Đó. Rồi chỗ ăn rồi shopping chút xíu nữa tôi này sẽ đi review sau. Bây giờ trước hết là mình phải check in, mình lấy phòng, mình để đồ đạc rồi vô. Xong xuôi hết cho mấy đứa bé này nó ok đã. Hôm nay thì vợ chồng Tony Lê đi chung với vợ chồng của em vợ đó. Đó là em vợ, còn này là em dâu. Rồi. Hai vợ chồng của em vợ cũng có hai đứa bé gái, hai vợ chồng của Tony Lê thì có hai đứa bé trai. Đó, thấy chưa? Bởi vậy tưởng đâu tối nay ngủ ngoài vỉa hè. Từ Đồng Nai chẳng bom mà chạy lên tới Sài Gòn tự nhiên nó không cho vô cái làm làm giật mình tưởng đâu ngủ ngoài vỉa hè. Rốt cuộc rồi cũng được ngủ bên trong. Ờ có phòng gì đẹp quá kìa, có phòng gì kìa. Giờ chờ lấy chìa khóa nữa là xong. Mát, coi chừng quên cái nón với chai nước kìa. Cái giấy tờ của anh lúc nãy á, dạ. là chứng minh đúng không anh? Dạ đúng. anh có nhớ cái địa chỉ nào ở đâu không? Cái địa chỉ ở đâu?
cái khu vực này thì nó ngay trung tâm của Sài Gòn, cho nên rất là nhiều người nước ngoài quý vị nha, đúng không Tiên? Cái khu vực này rất là nhiều người nước ngoài. Dạ. Dạ, tại vì nó ngay trung tâm Sài Gòn, nó ngay nhà hát thành phố luôn, đúng không? À. Từ đây đi ra chỗ đường qua Nguyễn Huệ gì có 1-2 phút đi bộ. À, còn đi ra chợ Bến Thành bao nhiêu phút đi bộ? 10-15 phút đi bộ, còn đi taxi khoảng 2-3 phút. Ủa vậy á? À? Vậy thôi đi bộ cho nó chắc ăn. À, đi bộ. Đi bộ nó nhanh mà nó khỏi tốn tiền nữa. Kìa trước mặt chị, trước mặt em kìa. Đó, trước mặt em là cái nhà hát đó. Không. Chưa có gì đâu, người ta chuẩn bị thôi. Bởi người ta đang chuẩn bị sân khấu để đón giao thừa đó quý vị. Đó nè, ngồi đây nè, ngồi đây chụp hình cho nó đẹp nè. Bên đó là cái mo đó. Bên đó là cái mo. Nè, chỗ ăn sáng hay ăn trưa, ăn chiều, ăn tối gì đây nè, nhà hàng gì đây nè. Đồ mình đâu, đồ mình đâu. Đồ mình đâu. Ủa vậy hả? Giờ có phòng thì không chịu lên, hồi nãy thì muốn có phòng để được lên. Ngồi đâu? Đang quay phim mà. Cái này là quay tự nhiên á, quay coi như là không có chỉnh sửa gì hết đó. Chuyện gì đang xảy ra là quay y hệt lại đó. Nè. Hoa cúc hoa mai nở rồi. Hôm nay là 27 Tết nha quý vị. 27 Tết á. 1 2 3. Rồi. Rồi đây 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 đây. Lâu rồi. Rồi bây giờ mình đi lên phòng nè. Mình ở tầng số mười mấy? Dạ. Mình ở tầng số mười mấy? 14 luôn hả? Mình ở đây nó có bao nhiêu tầng để nhìn thử coi. Thôi rồi là 24 tầng quý vị. Đó, nhìn vậy. Ê, ê, ê. Không sao đâu, không sao đâu. Chưa, tại vì Du đang đứng đó thì vô đây. Trời ơi, em vô thang máy mới đi lên trên phòng được chứ. Vô. Ê, qua chào, qua chào. Sao? Sao em đi chậm vậy? Em từ đó em đi qua đây mà lâu dữ vậy? Đừng có đứng chặn thang máy nguy hiểm nha con. Đừng có, nè nhớ nha. Don't use like this, don't use your hand nhé. Một bốn cái gì? Từ phòng mẫu đến phòng 15 bên trái. À. Mình đi phòng nào? Mình đi phòng số 6. Con đi đến phòng số 6. Ở tầng số 14 quý vị. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con nhìn lên trên phòng số
Đây quý vị, tầng số 14 nhìn xuống nè. À, thì cái này nó có hồ bơi rồi túi bụi hết. Tại vì quý vị biết rồi, thường thường khách sạn mà lớn như thế này thì dĩ nhiên nó phải có hồ bơi. Đó, đa số là có con chim bồ câu nè. Đó, thấy chưa, rồi có khách nước ngoài rồi ở túi bụi hết. Người ta đang bơi rầm rộ nè. Đó. Cái view này cũng rất là đẹp. À, mới lên mở cửa sổ ra thì thấy có hai con chim bồ câu nó ở ngoài hành lang. Đó. Đó, ừ. Rồi bây giờ mình sẽ dạo một vòng review cái phòng ha quý vị ha. À, đây. Phòng này thì cũng nhỏ nhỏ gọn gọn xinh xinh. Thì nó gồm có cái giường ngủ king size. King size bên đó thì cái tivi mát, mở tivi lên đi mát. Mở tivi lên rồi nó có cái bàn để mình ngồi làm việc. Rồi có cái ghế sofa bên đó. Rồi bên này thì có chỗ cà phê. Rồi ly uống rượu, túi bụi hết. Đó, đại khái vậy đó ha. Rồi mát, mát mở cái này ra coi cái gì trong này vậy mát, có phải tủ lạnh không vậy? Không phải, chỉ chỗ để đựng đồ thôi. Này ba ly. Đây là cái gì đây? Rồi lấy được cái phòng này cũng chừng ai pha cũ. Đây cái chỗ này thì cũng để được. Nên nè. Em có đồ gì thì em có thể móc ở trong này. Đó. Rồi em muốn chụp hình gì thì em móc điện thoại em ra em chụp đi. Yeah. Rồi. Hình như tủ lạnh nó nằm ở dưới này, phải không? Không biết nữa, anh cũng biết cái gì nữa hả? Không biết cái gì nữa, thôi kệ, hồi mình khám phá sao. Thì ngay đây có cái chỗ để cho quý vị có thể ngồi để tháo dài đồ ra. À, thì đó tủ lạnh nó nằm chổng ăn nghi nghi rồi đó, đó nè. Tủ lạnh nằm trong này nè quý vị. Thì tủ lạnh hiện tại giờ không có cái gì hết. À, mình có cà phê nè. À, mình có thể mua đồ giùm nhét cho chổng ví dụ đó. Có cà phê nè, em để sẵn cà phê nữa. Còn đây cũng là cái tủ để mà đựng đồ ngủ. Bàn ủi. Đây nó có cái két sắt ngay đây. Em muốn giấu gì để nó khách sạn năm sao lúc nào cũng có cho nó ok. Thì em không muốn xách đồ nhiều thì em giấu vô đó bớt. Có dép để em đi trong phòng. Đây, đây là cái tên của khách sạn nè quý vị nhé. À, đây. Đó. Caravel Sài Gòn nè. Đó. Rồi. Đó. Thì từ cửa đi vào thì quý vị sẽ thấy nhà tắm. Đây. Cái sinh. Đây thì chắc là ngồi trang điểm hay cái gì đó, nó nôm ná rồi đồ đồ. Tony thì không có rành mấy cái vụ này. Mình coi coi, Tony rành cái này nè. Giờ trước hết là dở lên coi nó có cái gì trong này không, đã. May mắn quá nó không có cái gì. Cũng hên, ok. Rồi đây, đang ngồi mà có cái gì thì mình có thể trả lời điện thoại ngay đây luôn, nó đọc cái chỗ đó nè. Đang ngồi ỉ ỉ mà nó có cái chỗ nó kìa. Đây là cái bồn tắm nó làm cũng sạch quá nè. À. Sạch sẽ, trắng trẻo, thơm tho. Đó. Đây là phòng tắm đứng nè. Đó. Phòng tắm đứng, vòi sen. Muốn đứng cũng có, mà muốn nằm cũng có. Đó. Vô internet đi. Rồi xài đi. Rồi. Xài đi. Rồi bây giờ em có ấy đồ đạc rồi ra em có cần gì không hay là không cần gì hết? À, không cần gì hết thì thôi để nguyên vậy, không cần phải sắp xếp đồ ra, không cần làm gì hết. Mà tưởng không có YouTube cho mà thấy app mình đã luôn có phòng mà có app. À mình ở ngay cái phòng có hai chim bồ câu nó đậu bên ngoài hành lang. Cái view, cái nhìn qua nhà có tầng đâu hết nữa. Thì, mấy cái phố thì em ở tới tầng 14 rồi thì em sẽ nhìn thấy hết, rất là nhiều hết. Đó đây nè.
bên đó cái bên đó là gì? Khách sạn vòng vòng đây không à? Cái khu sông đó. Cái sông đâu mà sao? Cái đó cái hồ bơi, cái hồ bơi của cái khách sạn này. Bên kia kìa. No, bên đâu? Cái cầu, có cái cầu đó đó, sông nước kìa. Anh đâu có biết cái gì ở bển trời, anh đâu có rành Sài Gòn. Sông Sài Gòn hả? Thôi hơi sức đầu lon, hồi xuống dưới hỏi nhân viên thôi. Đón mòn kia cho nó mệt. Dạ, cái du thuyền nữa. Hiện tại bây giờ là đang là 3:08 buổi trưa ngày thứ tư, ngày 27 Tết quý vị ha. Cuối cùng thì Tony cũng đã nhận được phòng rồi. Mời quý vị tiếp tục xem video kế tiếp, coi coi Tony sẽ review ở đâu, hay là chợ Bến Thành, hay là đường qua Nguyễn Huệ, hay cái gì ở xung quanh những cái khu vực này quý vị ha. Tại vì Tony ở đây tới 3 ngày 2 đêm. Rồi cảm ơn quý vị đã xem cái video này. Nhớ đón xem cái video kế tiếp nha. Cái video này nó gây cấn quá. Tụi nó ngủ ở bên ngoài rồi. Ai ngờ cuối cùng ngủ được trong khách sạn.